Hello, xin chào đồng đội. Xin chào bác sĩ Phạm Xuân Thịnh. Bác sĩ Vũ Văn Hùng cho hỏi là làm thế nào để trị bệnh CCRD ở trên gà? Vâng, bệnh CRD thì nó có rất nhiều cái nguyên nhân gây ra, trong đó là thường xuyên xảy ra đó là chính do cái con Myco. Và Myco nó sẽ có một dạng là Mycolatma galicepticum và Mycolatma sinova. Đấy, thì trên tay tôi đây chính là cái sản phẩm Timi Oran. Đây là cái sản phẩm rất là tuyệt vời của công ty cổ phần thuốc thú y TST. Thì anh chị hãy sở hữu cái sản phẩm Vatin Oran này, thành phần nó là Timicucin 25%. Anh chị kết hợp cho tôi với cái Hesin, sản phẩm Hesin Long Đầm Bạc Hà. Anh chị đánh cho tôi từ 3 đến 5 ngày và kết hợp với cái Aminovita này nữa thì sẽ cho cái hiệu quả vô cùng là tuyệt vời. Vâng, cảm ơn một câu hỏi rất là hay của bác sĩ Phạm Xuân Trịnh. Ok, cảm ơn bác sĩ Võ Hùng.